tập tại trường á, thì nếu như mà trong cái điều kiện cho phép và chúng ta có thể vượt ra cái khi mà dịch bệnh ổn định hơn, thì các bạn biết là chúng ta sẽ ít nhất là các bạn sẽ được tổ chức khoảng tầm là 3 sự kiện cho môn nghiệp vụ tổ chức sự kiện nè, cho môn dự án nè, và nếu bạn có đam mê làm sự kiện thì các bạn có thể tổ chức cho môn dự án tốt nghiệp, tức là có cái dự án thứ hai của các bạn đó, thì các bạn sẽ có cái trải nghiệm làm sự kiện thực tế bằng hình ảnh của các bạn, bằng những cái bạn tức là cái kinh nghiệm đó các bạn. Cho nên là khi các bạn ra trường á thì các bạn có thể hoàn toàn có những hình ảnh nó cung cấp cho nhà tuyển dụng, đó là cái thứ nhất. Bên cạnh đó các bạn còn có thể làm cộng tác viên cho rất là nhiều cái sự kiện khác nữa, cũng như là các cái sự kiện của trường mình. Và bên cạnh như cô thấy á, anh chị khóa trên còn tham gia vào các cái vị trí là cộng tác viên hoặc là tình nguyện viên của các cái sự kiện khác. Có những bạn đã từng chạy chương trình cho ca sĩ rap Denver của các bạn, rồi có những chương trình chạy cho những cái sự kiện có thể là quy mô nó còn có thể là lớn hơn như vậy nữa, thì khi mà các bạn tham gia thì các bạn có thể có giấy chứng nhận. Cô nghĩ đó cũng là một trong những cái để các bạn có thể thuyết phục nhà tuyển dụng về cái kinh nghiệm thực tế của mình đối với cái việc là tổ chức sự kiện ạ.